ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Với những thành tích đã đạt được trước đó, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống thứ hai. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G, một bảng đấu thú vị với sự góp mặt của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại góp mặt ở bảng đấu này là UAE. Trải qua 5 vòng đấu, đoàn quân của Thầy Park đã có một hành trình vô cùng ấn tượng khi giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa trước ngay cả những đối thủ đáng gờm như UAE và Thái Lan hay Malaysia. Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 5 tháng 9 năm 2019. Đó chính là trận đấu siêu kinh điển của Đông Nam Á khi đội tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan. Trận đấu này, đội chủ nhà rất muốn thắng khi mà trước đó mọi thành tích của họ đều bị các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm lu mờ. Trên băng ghế huấn luyện cũng là một con người đầy sức nặng, huấn luyện viên Akira Nishino, cựu thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản. Trên sân Thammasat, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến Thái Lan phải bất ngờ khi để Công Phượng dự bị và đặt niềm tin vào Tiến Linh, Văn Toàn hay Hồng Duy. Ông Nishino cũng tạo ra những bất ngờ riêng của mình khi cất tiền đạo duy nhất Subhachai và sử dụng bộ ba tiền vệ Subhachok, Chanathit và Thipthiphan đá cao nhất trên hàng công. Cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên diễn ra khá căng thẳng khi cả hai đội đều gây nên sóng gió lên hàng phòng ngự đối phương. Mỗi bên đều bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn, trong đó phía Việt Nam có cơ hội của tiền đạo Văn Toàn ngay ở phút đầu tiên của hiệp 1, còn Thái Lan là cơ hội của tiền vệ Subhachok ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Hòa không bàn thắng trên sân Thái Lan là kết quả không tồi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để các học trò vững tin hơn ở cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình diễn ra sau đó 1 tháng. Đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, đội tuyển Việt Nam tiếp đón những chú hổ Mã Lai ở lượt trận thứ hai. Nếu có 3 điểm ở trận này, thầy Park cũng như các học trò sẽ gia tăng thêm cơ hội đi tiếp ở chặng đường vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc so tài diễn ra kịch tính cùng với những pha phạm lỗi và trọng tài đã rút 4 thẻ vàng phạt cầu thủ hai đội. Phút 28, Quang Hải đưa được bóng vào lưới Malaysia nhưng trọng tài đã thổi việt vị. Bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Hải còn phá bẫy việt vị, tạo riêng cho mình một siêu phẩm khiến Bầy Hổ gục ngã ở phút 40. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều nỗ lực nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, bằng sự kiên cường và bản lĩnh của mình, các học trò huấn luyện viên Park đã giữ lại được trọn vẹn 3 điểm tại sân Mỹ Đình. 3 điểm trước đối thủ đáng gờm như Malaysia là một thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò. Hai lượt trận trôi qua, thầy trò huấn luyện viên Park có được 4 điểm. Đây là bước lấy đà cực kỳ tốt để những chiến binh sao vàng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 vào trận đấu sau đó 3 ngày. Theo đó, ở chuyến làm khách trước đối thủ kỳ giờ là Indonesia vào tối ngày 15 tháng 10, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc tự tin với lối chơi chắc chắn ở hàng thủ và tấn công sắc bén. Trong khi đó, dù ở tình thế không còn gì để mất, nhưng các cầu thủ của đội chủ nhà không thể hiện được nhiều. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 26, từ quả phạt góc của Quang Hải, hàng thủ Indonesia hỗn loạn sau pha không chiến của Tiến Linh và Văn Hậu. Lúc này, Duy Mạnh đã có mặt đúng chỗ để chớp cơ hội băng vào đá bồi tung lưới đối phương, mở tỷ số cho Việt Nam. Sau đó, binh đoàn Rồng Vàng có thêm 2 bàn thắng với cú sút penalty lạnh lùng của Quế Ngọc Hải và pha lập công của Tiến Linh từ đường chọc khe tinh tế của Trọng Hoàng. Thời gian trôi về cuối trận, nhiều người đã nghĩ đội tuyển của chúng ta sẽ gục Indonesia với tỷ số 3-0, thì đội chủ nhà đã tận dụng được một cơ hội và ghi bàn thắng danh dự vào phút 84. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi vào phút bù giờ 90+3, đội tuyển Việt Nam lại được hưởng một quả penalty. Đáng tiếc là cú sút của Hùng Dũng bị thủ môn Indonesia phá được. Trong thời gian còn lại của trận đấu, không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Việt Nam hạ gục Indonesia với tỷ số 3-1. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 bảng G. Có được 7 điểm sau 3 lượt trận, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về một suất đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Thầy Park cùng các học trò phải rất quyết tâm để giành lợi thế ở lượt trận sau đó trước ông lớn UAE. Ở thời điểm đó, đội bóng này đang xếp trên Việt Nam 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay khi khai cuộc, hai đội liên tục tạo ra nhiều pha hãm thành đối phương. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 44, khi Tiến Linh nhận thấy thủ môn đội khách băng lên cao và tiền đạo trẻ này tung ngay một cú sút sấm sét từ khoảng cách 25m. Tuyệt phẩm này đã làm thủ môn UAE phải bó tay. Những phút còn lại của trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Park có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của UAE nhưng đều không chuyển hóa được thành bàn thắng. Chung cuộc, đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng 1-0.
Ở trận đấu sớm hơn 15 phút trên đất Malaysia, các cầu thủ đội chủ nhà đã ngược dòng thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1. Như vậy, sau loạt trận cuối cùng lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam vượt lên dẫn đầu với 10 điểm trong 4 trận thi đấu. Các học trò của huấn luyện viên Park đã ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn. 5 ngày sau đó, ngày 19 tháng 11, tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan trong trận mở đầu lượt về bảng G. Trận thư hùng diễn ra căng thẳng, kịch tính với nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của hai đội. Phút 28, Thái Lan được hưởng quả 11m, nhưng Văn Lâm đã xuất thần phá bóng bằng chân điệu nghệ. 3 phút sau, Tiến Dũng đánh đầu tung lưới Thái Lan, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn đối phương. Sang hiệp 2, Tiến Linh tung cú sút nối đưa bóng vào lưới Thái Lan, song trước đó trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Phút 78, thủ thành của đội tuyển Việt Nam lại xuất sắc cản phá cú sút cực mạnh của cầu thủ Thái Lan. Lúc này, đội bóng xứ sở chùa vàng mới bung sức tấn công và họ đã trình diễn được những gì tinh túy nhất. Phút 82, Văn Lâm và Văn Hậu đã lăn xả để giúp đội nhà thoát khỏi bàn thua 10-10. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa không đều. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 điểm và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm do trận đấu với Malaysia và Indonesia kết thúc với thắng đợi của đội chủ nhà Malaysia. Như vậy ở bảng G, sau 5 lượt trận, Việt Nam duy trì được thành tích bất bại và chiếm giữ ngôi đầu bảng với 11 điểm. Malaysia vươn lên vị trí thứ 2 với 9 điểm. Xếp sau là đội tuyển UAE với 6 điểm. Đội bóng này thi đấu ít hơn 1 trận so với các đội bóng còn lại. Và ở vị trí cuối cùng là đội tuyển Indonesia khi họ trắng tay liên tiếp ở 5 trận đấu đã qua. Vào tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu nốt 3 trận còn lại tại bảng G, lần lượt gặp các đối thủ là Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và cuối cùng ngày 15 tháng 6 đối đầu đội tuyển UAE. Theo quy định, 8 đội xếp thứ nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023, đồng thời có được tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trong trường hợp đội chủ nhà World Cup 2022 là Qatar vượt qua vòng loại và giành vé dự Asian Cup 2023, thì khi đó sẽ có 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất được đi tiếp. Khả năng này là khá cao khi hiện tại Qatar đang đứng vững ở đầu bảng E với 16 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Oman đến 4 điểm và đội xếp thứ 3 Afghanistan tới 12 điểm. Với cục diện hiện tại, cánh cửa đi tiếp của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn khá rộng mở. Theo tính toán, nếu giành từ 6 đến 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại, tuyển Việt Nam cầm chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3. Trong lịch sử, chưa có đội tuyển nào bị loại ở giai đoạn 2 nếu giành từ 17 điểm trở lên. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 5 vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022. FIFA cũng như AFC sẽ tìm giải pháp phù hợp, khả năng là hủy kết quả các trận đấu của đội bóng này hoặc xử thua 3 trận còn lại. Tuy vậy, dù phương án nào, việc Triều Tiên rút lui cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện đi tiếp của bảng G. Tấm vé tự quyết đang nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu tuyển Việt Nam chỉ giành được ngôi nhì bảng và thắng Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có được 14 điểm. Con số này là đủ để cạnh tranh một suất vào vòng loại thứ 3. Đó là những dự đoán mang tính tương đối, nhưng nhìn chung ở cả hai trường hợp, tuyển Việt Nam đều không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lợi thế là thấy rõ, nhưng trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Điều quan trọng nhất là các học trò của thầy Park cần thi đấu tốt, trước mắt là giành trọn 3 điểm trước đội bóng cuối bảng là Indonesia. Ở trận đấu đầu tiên tại UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia, đội bóng đã thua 1-3 trước đoàn quân của thầy Park ở trận lượt đi. Dù đã chính thức bị loại, nhưng thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-jong vẫn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo để quyết tâm chiến thắng trước những đối thủ lượt về của bảng G. Quyết tâm đó được thể hiện rõ hơn khi Indonesia đã di chuyển đến UAE vào ngày 17 tháng 5, sớm nhất trong 3 đội để tập luyện và làm quen với khí hậu. Họ sẽ có 2 trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 25 tháng 5 và sau đó 4 ngày giao hữu với Oman. Trong danh sách 34 cầu thủ đã chính thức hội quân tại thủ đô Jakarta hôm 1 tháng 5 vừa qua, với sự bổ sung đáng chú ý ở hàng thủ là Arthur Irawan, cái tên từng chơi bóng tại Bỉ và Tây Ban Nha. Đặc biệt, huấn luyện viên Shin Tae-jong tỏ ra quyết tâm mạnh mẽ để đánh bại Việt Nam, đối thủ có quá nhiều duyên nợ với Indonesia. Nhà cầm quân 50 tuổi này ký hợp đồng dẫn dắt Indonesia từ cuối năm 2019, nhưng chưa có trận chính thức nào vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông cũng từng dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018 và giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức. Trả lời truyền thông, huấn luyện viên này khẳng định, dù bị loại nhưng tuyển Indonesia sẽ sắm vai là kẻ ngáng đường bất kỳ đội bóng nào ở trong 3 trận đấu còn lại. Chính vì thế, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải cẩn trọng với đối thủ mà hiện được xem là yếu nhất của bảng đấu.
Việc chạm trán Indonesia sớm nhất cũng là lợi thế không nhỏ cho tuyển Việt Nam nếu giành được 3 điểm, tạo đà thuận lợi về tinh thần cũng như duy trì vị trí của mình tại bảng đấu này trước trận tiếp theo với Malaysia. Về những chú hổ Malaysia, huấn luyện viên Cheng Hue chia sẻ, danh sách 25 cầu thủ được chọn lần này là tối ưu nhất từ trước đến nay và sẵn sàng gánh vác thử thách của tuyển Malaysia trong hy vọng tranh vé đi tiếp ở vòng loại World Cup. Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này, vị chiến lược gia của tuyển Malaysia triệu tập 2 trường hợp nhập tịch người Kosovo và Brazil. Như vậy, để cạnh tranh với tuyển Việt Nam, danh sách Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch, trước đó là một cầu thủ gốc Gambia. Ngoài ra, Malaysia cũng có Brandon Gan, sinh tại Australia, cùng tài năng trẻ Lukman Hakim Samsudin hiện chơi bóng ở Bỉ. Với việc triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình, rõ ràng những chú hổ đang rất quyết tâm giành tấm vé đi tiếp tại bảng G. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Malaysia đang đứng ở vị trí thứ hai với 9 điểm có được qua 5 trận. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò huấn luyện viên Tang Chang Hoe sắp phải đối mặt sẽ không đơn giản khi mà họ còn 3 trận đấu với các đối thủ cửa trên là Việt Nam, Thái Lan và UAE. Còn đội tuyển chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bắt đầu tập trung vào ngày 15 tháng 5 tại Dubai. Ở đợt tập trung quan trọng này, UAE thiếu vắng 2 ngôi sao tấn công nổi tiếng, tiền vệ Omar Abdulrahman và tiền đạo Ahmed Khalil. Hai cầu thủ này đều là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và được cho là những tài năng hàng đầu của bóng đá châu Á. Theo Liên đoàn bóng đá UAE, cả hai đều vắng mặt ở giai đoạn quyết định của bảng G do gặp phải chấn thương và đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, huấn luyện viên Marquis có lẽ không phải quá lo lắng cho hai sự vắng mặt trên khi có trong tay 3 ngôi sao nhập tịch đến từ Brazil, Argentina, cùng với chân sút số 1 Ali Mahmoud và tiền đạo trẻ Ali Sandler. Theo kế hoạch, đội tuyển UAE sẽ đá trận giao hữu với Jordan vào ngày 24 tháng 5. Và lợi thế sân nhà và chơi ít hơn một trận ở bảng G, UAE đang tự tin hướng tới hy vọng đi tiếp và quyết tâm toàn thắng cả 4 trận còn lại, gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Tổng kết lại, dù cho đối thủ thế nào đi chăng nữa, dù hành trình phía trước có nhiều thử thách và khó khăn, nhưng với tài thao lược của thầy Park cùng thế hệ cầu thủ tài năng và nhiệt huyết, chúng ta có thể hy vọng vào một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.